Cô Ngọc Oanh xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình 10 phút cho bé trước giờ đi ngủ. Các bạn ngày hôm qua nghe câu chuyện về bác nông dân và ba quả hồ lô thì có thấy thích không? Ngày hôm nay cô Ngọc Oanh còn có những câu chuyện nữa cũng rất là hay đấy. Thế còn ngày hôm nay của các bạn thì như thế nào? Hôm nay có niềm vui gì nào? Kể cho cô Ngọc Oanh nghe nhé. Mà nếu như mà chưa gặp cô Ngọc Oanh thì sẽ kể cho bố nghe này, kể cho mẹ nghe, hoặc là kể cho ông, cho bà, cho anh, cho chị của các bé nhé. Thế còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với câu chuyện của tối ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì cô Ngọc Oanh sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện có cái tên cũng rất là đặc biệt đấy. Câu chuyện về chàng lười. Ngày xưa thì ở vùng Nam Tây Nguyên có một bà cụ nghèo, quá bụa. Có một người con trai siêng ăn nhưng lại lười làm. Dân làng thì quen gọi đó là chàng lười. Từ nhỏ đến lớn thì lười chỉ biết ăn rồi lại ngủ, chưa biết nắng thiêu, lửa đốt, chưa biết khó nhọc là gì cả. Không biết trong số chúng ta có bạn nhỏ nào lại lười như chàng lười không? Cô Ngọc Oanh hy vọng rằng là sẽ không có bạn nào lười như vậy nhé. Một hôm thì lười nghe người ta đồn ở ngoài sông Hinh có nhiều cá, quơ tay xuống là bắt được. Lười bèn vác cần đi câu. Lười nằm ngửa, buộc cần câu vào cổ chân, chờ cá động mới giật. Chờ mãi tới tận chiều, lười mới giật được có một con cá nhỏ thôi. Nhưng mà lười cũng không muốn bắt nữa cơ, để cho một con quạ khoang bay qua xà xuống cắp cá đi mất. Đó, các bạn có thấy chàng lười của chúng ta quá lười rồi không? Câu từ sáng tới chiều mới được con cá mà lại còn không buồn bắt nữa, để cho con quạ khoang nó bắt mất. Thế rồi lười đưa mắt nhìn theo một cách đầy tiếc rẻ. Lười ngáp ngắn ngáp dài, thả cần trôi theo dòng nước rồi đi về. Lười lên cầu thang, bước vào sân, ngồi phịch xuống, bốc cơm ăn một mạch. Ăn no lại ngủ ngay đến tận tối mịt. Tin đồn ở gần xa là có con gái xinh đẹp của Pơ Tao, giàu có nhất vùng, không chồng mà đẻ con trai. Thằng bé lớn lên thì nước da hơi đen nhưng có khuôn mặt rất thông minh, kháu khỉnh. Pơ Tao gạn hỏi mãi con gái nhưng nàng chỉ một mực trả lời rằng con chẳng đi lại với ai cả. Tức quá thì Pơ Tao cho tôi tớ cưỡi ngựa đi loan báo khắp vùng. Con gái Pơ Tao vừa sinh được một người con trai, ai là cha đứa bé đến mà nhận con sẽ được thưởng 1.000 con voi và mấy căn nhà dài chứa đầy chóe ba, chóe túc. Tiếng loan báo khắp mọi nơi lại vang lên. Con gái Pơ Tao vừa sinh được một người con trai, ai là cha đứa bé đến mà nhận con sẽ được thưởng 1.000 con voi và mấy căn nhà dài chứa đầy chóe ba, chóe túc. Thanh niên trong vùng nghe tin ấy lũ lượt kéo đến nhà Pơ Tao. Con gái Pơ Tao cõng con chỉ từng thanh niên bảo: đây là cha mày, đây là cha mày. Nhưng em bé cứ khóc dãy nảy lên. Đám trai tráng này kéo về, đám trai tráng khác lại kéo đến, nhưng chẳng ai được cậu bé nhận làm cha cả. Thế mà giữa lúc chàng lười vẫn ngủ hết giấc này sang giấc khác. Rồi Pơ Tao sai người đi soát từng làng xem còn sót ai chăng, và chỉ còn sót một mình chàng lười thôi. Bọn tôi tớ của Pơ Tao xúm nhau đánh thức chàng lười dậy mà không đánh thức được. Tức mình họ nấu chì cho chảy ra rồi đổ vào bên vành tai của lười. Nóng quá, lười mới chịu dậy, ngồi vào bành voi cho họ trở tới nhà của Pơ Tao. Được tin thì người con gái cõng con trên lưng bước xuống cầu thang. Vừa thấy chàng lười, thốt nhiên thằng nhỏ reo lên: cha, cha! Làm cho tất cả mọi người đều hết sức là kinh ngạc. Pơ Tao thấy con gái mình xinh đẹp giàu có mà lại đi lại với lười, một thằng vừa lười nhác vừa xấu xí như vậy, liền nổi giận đuổi con gái lên núi cao. Lười cũng đi theo. Hai vợ chồng cõng theo hai gùi gạo to. Nhưng mà chứng nào tật ấy, có vợ đẹp con khôn rồi mà lười vẫn chẳng thay đổi tâm tính. Lười vẫn ăn rồi ngủ. Người vợ buồn lắm, chẳng nói gì cả.
Một bữa thì lười đang cơn ngủ say, người vợ bỗng chạy vào, giọng hối hả, lo âu, lay mạnh lười dậy và bảo: "Chàng ơi, chúng ta sắp chết đói rồi. Em có cục vàng làm ra cơm gạo. Thấy con gà ăn thóc, em cầm rua gà. Chẳng may sẩy tay, vàng chạy đi đâu mất rồi. Em tìm từ sáng đến giờ mà chẳng thấy đâu." Nghe vợ nói mất cục vàng làm ra cơm, làm ra gạo, lười hoảng quá, liền vác rựa đi phát rừng tìm kiếm. Chàng ra tay phát miết, phát mãi, mồ hôi tuôn đầm đìa như tắm. Cây ngã rạp ở dưới chân, người vợ theo sau lấy cây nhọn đào lỗ chà lúa. Cứ mặt trời lên là lười lại phát cây, phát bụi, lười cặm cụi phát mãi. Khi ngoảnh cổ lại đã thấy cả hai quả đồi lúa mọc xanh rờn rồi. Lười bảo vợ: "Nàng ơi, ta vẫn không tìm thấy vàng ở đâu." Vợ lấy tay quệt mồ hôi lấm tấm trên má, chỉ vào rẫy lúa xanh mơn mởn mà bảo: "Vàng đấy, lúa là vàng, chàng không biết à?" Chàng lười bấy giờ mới hiểu ý vợ. Từ hôm ấy, hai vợ chồng nằm chung bên bếp lửa ấm. Người vợ nhìn đứa con đang ngủ say, nói nhỏ với chồng: "Chàng này, em không phải là con của Pơ Tao đâu. Em là con của Ben En. Ben En ở đây nghĩa là tiên. Mẹ thấy chàng lười quá, chẳng chịu làm ăn gì cả, nên mẹ sai em xuống làm con gái Pơ Tao, khiến em ăn con cá của chàng câu, do quạ trời tha tới. Ăn xong con cá ấy thì em có mang, sinh được thằng bé này, để rồi cùng chàng kết duyên lành. Bây giờ chàng đã biết làm ăn để nuôi con, nuôi mẹ rồi. Em được lệnh phải về trời. Chàng ở lại làm ăn cho giỏi. Cứ qua bốn mùa, em lại xin phép xuống thăm con, thăm chàng một lần." Nói xong thì nàng cúi xuống hôn con, từ biệt chồng và bay về trời. Chàng lười nhìn theo vợ cho đến khi khuất bóng. Từ đó, ngày ngày hai buổi, càng thương vợ, lười càng ra sức phát nương làm rẫy. Chẳng bao lâu thì chàng đã trở nên giàu có nhất vùng. Khắp vùng núi vang tiếng ngợi khen lười là một thanh niên siêng năng, làm ăn giỏi, biết thương mẹ, yêu con. Các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Câu chuyện về chàng lười của chúng ta cũng rất thú vị đấy chứ. Từ một người lười ơi là lười, lười đến nỗi mà đi câu cá từ sáng đến chiều, bắt được có một con cá cũng chẳng buồn gỡ ra, mà lại để cho con quạ tha mất. Thế nhưng mà cuộc sống lại có những phép màu, và thế là chàng lười đã lấy được người con gái của tiên. Và vợ chàng lười bằng trí thông minh của mình đã làm cho lười tỉnh ngộ và trở thành một chàng thanh niên siêng năng, biết thương mẹ, yêu vợ con, rồi biết lao động chăm chỉ để tự làm ra cơm gạo, nuôi sống bản thân và gia đình. Qua câu chuyện ngày hôm nay cô Ngọc Anh kể thì các bé có thấy được giá trị của lao động không? Đó, lao động thì mang đến cho chúng ta đầu tiên đó là có thể nuôi sống được bản thân này, rồi tạo ra giá trị cho chúng ta nữa, nuôi sống cả gia đình của chúng mình nữa này. Vậy nên có còn bạn nào còn lười nữa hay không? Bạn nào mà còn lười thì hãy mau mau thay đổi đi nhé. Bây giờ chúng mình còn nhỏ này thì có thể làm được những việc mà vừa sức với mình thôi. Các bạn nhỏ một chút thì các bạn có thể là làm như thế nào nhỉ? Mình sẽ dọn dẹp đồ chơi của mình này. Rồi lớn hơn một chút nữa, ví dụ như là 5-6 tuổi rồi, thì các bạn có thể giúp bố mẹ dọn dẹp gọn vào những cái phần đồ chơi này, những đồ đạc mà mình bày ra này. Rồi các bạn cũng có thể quét dọn nhà giúp cho bố mẹ nữa đấy. Rất là nhiều việc mà chúng ta có thể làm được để giúp cho bố mẹ này. Rồi các anh chị lớn hơn một chút, các anh chị mà lớp 1, lớp 2 rồi, và đặc biệt là khi lên lớp 2, lớp 3 rồi, chúng ta hoàn toàn có thể nhặt rau giúp bố mẹ này, đúng không? Rồi cũng có thể bạn nào đó giỏi thì có thể cắm cơm giúp cho bố mẹ của mình được nữa. Rồi trông em này, đó, bạn nào mà nhà mà có vườn chẳng hạn thì có thể cùng ra vườn cùng với ông bà hoặc là bố mẹ của mình, làm những việc nho nhỏ nhưng mà rất là thú vị đó. Mình có thể cùng đi hái quả này, cùng đi nhặt rau nữa các bạn nhé. Có nhiều việc mà chúng mình có thể làm được lắm. Còn bây giờ thì đã muộn rồi,
Bạn nào mà chưa đánh răng thì chúng ta sẽ đi đánh răng nhé các bạn nhé. Còn bạn nào mà đánh răng sạch sẽ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Chúc các bạn của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những giấc mơ thật là đẹp nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại cô Ngọc Anh vào khung giờ này ngày mai các bạn nhé. Cô Ngọc Anh xin chào tất cả các bạn.